Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2020. Triển lãm do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Hoàng gia Thái Lan, Thương vụ Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với công ty Vinasat tổ chức. Đây là hoạt động giao thương thường niên, được đánh giá là cầu nối xúc tiến thương mại quan trọng nhằm thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại Việt Nam-Thái Lan. Triển lãm thương hiệu hàng Thái Lan tại Việt Nam quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan, mang tới thị trường Việt Nam các sản phẩm Thái Lan chất lượng cao gồm thực phẩm và đồ uống, đồ dùng gia đình, quần áo thời trang và phụ kiện, thiết bị điện gia dụng, phụ tùng ô tô xe máy, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thương mại. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam đánh giá triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2019 với quy mô gần 100 gian hàng được xem như cầu nối kênh xúc tiến quan trọng của doanh nghiệp hai nước, tạo cơ hội trao đổi, tìm kiếm các đối tác kinh doanh, đặc biệt là thúc đẩy cán cân thương mại đầu tư Việt Nam-Thái Lan với mục tiêu kim ngạch 20 tỷ đô la Mỹ. Các hoạt động giao thương tại triển lãm lần này nhằm mục đích tạo điều kiện cho hoạt động quảng bá sản phẩm dịch vụ, cũng như gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà kinh doanh Thái Lan và Việt Nam để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ đến từ Thái Lan. Điều này một lần nữa nhằm củng cố và mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước ASEAN thời kỳ sau đại dịch COVID-19.